Xem lại lịch diễn của cố nghệ sĩ Anh Vũ, đồng nghiệp sững người nhìn ra chi tiết lạ, kịch như đời. Khi đồng nghiệp tiết lộ lịch diễn tháng 4 của cố nghệ sĩ Anh Vũ, mọi người đều giật mình đau xót. Sau khi thi hài Anh Vũ được ca sĩ Lê Âm Vũ hộ tống thành công từ Mỹ về Việt Nam, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tổ chức tang lễ long trọng cho cố nghệ sĩ tại Chuẩn Quan, thành phố Hồ Chí Minh, nơi lúc sinh thời anh quy y. Bắt đầu từ chiều tối qua 9 tháng 4, đông đảo nghệ sĩ trong làng giải trí đã tới thắp nén nhang thơm vĩnh biệt người anh em, người bạn của mình. Trong không khí đau thương, nhiều đồng nghiệp đến tiễn biệt anh Vũ. Ngay cả những nam nghệ sĩ cũng không cầm được nước mắt. Gia đình cố diễn viên đáp lễ quan khách. Cho đến bây giờ khi đã sang ngày thứ 10, anh Vũ rời xa nhân thế. Nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn chưa tin họ đã mất đi người đồng nghiệp thân thiết của mình. Mới đây, hậu bối trong nghề của anh Vũ là diễn viên Minh Nga đã có những chia sẻ xót xa về đàn anh khiến khán giả không cầm được lòng. Trong không khí thương tiếc, nữ nghệ sĩ trẻ xem lại lịch diễn tháng 4 của anh Vũ do chính tay cô sắp xếp và chợt bàng hoàng khi phát hiện ra tên một vở kịch vô tình vận vào số phận người đàn anh. Trước đó Minh Nga từng có cơ hội diễn chung với anh Vũ trong vở Đình Cõi Âm vào ngày 20 tháng 4. Nhưng với sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ, vở kịch đó sẽ mãi không còn sự góp mặt của anh Vũ. Minh Nga lạnh người nhận ra, bây giờ vở diễn này thành sự thật. Thành Đình Cõi Âm rồi cậu ơi, một vai diễn mà không ai thay thế được. Con diễn vai gì hai bán nước chung lớp diễn với cậu đây? Nhìn lịch diễn tháng 4 của anh Vũ, người hâm mộ không khỏi xót xa khi nam diễn viên ra đi giữa lúc công việc vẫn còn dang dở. Minh Nga là một trong những nghệ sĩ túc trực thường xuyên tại tan phòng từ khi thi hài anh Vũ về đến chùa Ấn Quang. Không khí tan tóc khiến cô xúc động. Cậu ơi, tay con dù tắm rồi vẫn còn hương nhang, vẫn còn dính màu của nhang. Cậu làm gì mà động lại trong lòng con nhiều như vậy? Con nhớ cậu quá. Thuộc lớp diễn viên trẻ đang bắt đầu tạo dựng sự nghiệp tại sân khấu kịch Hồng Vân, Minh Nga từng được anh Vũ dìu dắt bảo ban lúc mới vào nghề. Sự ra đi của cố nghệ sĩ là mất mát lớn không chỉ với gia đình anh em mà còn để lại khoảng trống với nhiều hậu bối trong giới. Sau 3 ngày phúng viếng tại chùa Ấn Quang, lễ động quan sẽ diễn ra vào sáng 12 tháng 4 và cố nghệ sĩ anh Vũ được đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.